Em mời mọi người xuống đầu tiên là chơi nhà em. Cái ảnh thứ hai là cũng muốn là mọi người chúng ta là một gia đình thì cũng mong muốn là chúng ta cùng ăn Tết với nhau. Thì cũng mong muốn là mọi người xuống đây thì em nhìn thấy mọi người là rất hạnh phúc và rất là cảm xúc. Bởi vì là mọi người đến rất là đông đủ. Thì em cũng không biết nói gì hơn, thì cũng rất cảm ơn và em mời mọi người dùng bữa với gia đình em ạ. Chúc mừng em. Chúc mừng gia đình. Chúc mừng em. Vía. Đây vía. Mọi người muốn lấy vía. Vía nào? Muốn lấy vía nào? Hết. Còn kia. Nhưng mà chính ngày xưa vui lại vui. Vui. Cù quay ấy cầm nó. Em đợi là xe cản nhau rồi sao? Có chưa? Không phải là xe cản nhau rồi.